Xin chào ông. Lời đầu tiên xin cảm ơn ông dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin ông có thể đánh giá như thế nào về cái tình hình dịch bệnh hiện nay, đặc biệt là khi trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều ca F0 nhiễm biến chủng Omicron ạ? Theo đánh giá của Ủy ban dân tỉnh An Giang thì hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trên địa bàn là diễn ra hết sức phức tạp. Đặc biệt là khi trên địa bàn đã xuất hiện nhiều cái ca F0 nhiễm biến chủng Omicron. Tuy nhiên, để nhằm hạn chế tối đa cái tỷ lệ bệnh nhân nặng và tử vong, thì việc tiêm vaccine, liều cơ bản và liều nhắc lại là yếu tố quan trọng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay. Riêng về huyện An Phú thì hiện nay đó là đang khẩn trương đẩy mạnh cái tiêm vaccine phòng chống COVID-19, phấn đấu đến hết quý 1 năm 2022 để hoàn thành cái tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ cái đối tượng là chống chỉ định. Theo quy định là tại nghị quyết số 38, nghị quyết của Chính phủ ngày 17 tháng 3 năm 2022 và cái công văn 228 của Ủy ban dân huyện An Phú ngày 22 tháng 3 năm 2022. Vâng, thì trong những biện pháp phòng chống dịch thì hiệu quả nhất và bền vững nhất là tiêm vaccine. Thì hiện nay công tác tiêm vaccine trên địa bàn huyện như thế nào thưa ông? Theo cái nghiên cứu khoa học và thời gian qua cho thấy, muốn phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả nhất và giảm cái tỷ lệ tử vong do mắc COVID-19 thì biện pháp hiệu quả nhất vẫn là cái tiêm vaccine. Hiện nay cái công tác tiêm vaccine trên địa bàn huyện An Phú theo tiến độ thực hiện mũi 1, mũi 2 đều đạt cái tỷ lệ trên 95%. Tuy nhiên, mũi tiêm bổ sung là mũi 3 ở người từ 18 tuổi trở lên, ở những đối tượng này và có những cái bệnh người có bệnh nền, người cao tuổi có phần khó khăn và đạt tỷ lệ chỉ có khoảng 58%. Vâng, thì hiện nay cái biến chủng Omicron đang lây lan nhanh, nhưng tốc độ tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn huyện còn chậm. Thì theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng chậm tiến độ tiêm vaccine mũi 3, thưa ông? Với tốc độ lây lan nhanh của biến chủng Omicron như hiện nay, thì cái khả năng số người nhiễm ở ngoài cộng đồng sẽ ngày càng cao hơn. Nhưng tiến độ tiêm ngừa vaccine COVID-19 mũi 3 cho người là từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt là những cái đối tượng có bệnh nền và người cao tuổi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người dân chưa hiểu được cái lợi ích của việc tiêm phòng COVID-19 ở mũi 3. Thì cái lợi ích của nó là phòng chống giảm tác hại và giảm tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất, trong đó có biến thể mới Omicron. Một số người dân có xu hướng lựa chọn vaccine như Pfizer, AstraZeneca, Verocell. Nhưng theo cái nghiên cứu khoa học thì vaccine nào cũng có tác dụng phòng chống bệnh như nhau sau 3 tháng và phải được tiêm nhắc lại ở mũi 3. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Thứ ba nữa là người dân không tiêm mũi 3 do ảnh hưởng một số cái nguồn thông tin tiêu cực sai là sự thật, như là tiêm mũi 3 suy giảm sức khỏe, tiêm mũi 3 bị mắc Covid, tiêm mũi 3 bị chết, tiêm mũi 3 gây vô sinh, tai biến mạch máu não, vân vân. Nhưng trên thực tế thì khi tiêm ngừa mũi 3 có một số phản ứng phụ cụ thể như sau, như sốt, đau nơi tim, uể oải chứ không như là đồn đoán của người dân như đã nêu trên. Vâng, vậy ngành có biện pháp gì để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine mũi 3 đáp ứng nhu cầu phòng dịch trên địa bàn, nhất là khi biến thể Omicron đã có mặt trong cộng đồng và lây lan nhanh, thưa ông? Cái biện pháp của ngành y tế trong cái giai đoạn tiếp theo thì cái thứ nhất là về phía trung tâm y tế. Trung tâm y tế sẽ thành lập đoàn giám sát tiến độ tiêm chủng COVID-19 đến của từng xã. Thứ hai là cung cấp đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, theo dõi và giám sát tiến độ tiêm chủng COVID-19 của tuyến xã, thị trấn. Về phía tuyến xã thì truyền thông lợi ích tiêm là nhắc, kêu gọi người dân khẩn trương tiêm nhắc nhằm bảo đảm cái công tác phòng chống dịch, lập kế hoạch triển khai tiêm mũi vaccine phòng chống COVID-19, tham mưu với ban chỉ đạo xã, mời tất cả các ban ngành đoàn thể, y tế tư nhân trên địa bàn để phối hợp cùng thực hiện. Cái thứ tư là tiêm điểm cố định tại trạm y tế hàng ngày khi đủ người trên một loại vaccine là tiêm ngay. Tham mưu với ban chỉ đạo thành lập cái đoàn tiêm ngừa COVID-19 lưu động thì có ban ngành đoàn thể cùng tham gia đến từng ngõ, gõ từng nhà. Nếu người dân nào không tiêm
làm cho cam kết trừ cái đối tượng chống chỉ định. Về cái biện pháp cấp bách nhằm đẩy mạnh cái tiến độ tiêm ngừa mũi 3 trong cái thời gian tới, cụ thể như sau: tổ chức họp nhóm tuyên truyền những người dân thân trong gia đình, người có uy tín trong cộng đồng nắm được cái lợi ích của việc tiêm ngừa bổ sung hay là tiêm ngừa mũi 3, hỗ trợ tích cực cho công tác vận động tiêm ngừa tại địa phương. Các cái quán giải khát, quán ăn có tivi thì khuyến cáo họ nên truy cập internet và phát các cái thông điệp, các cái video clip khuyến cáo tiêm ngừa bổ sung mũi 3. Khuyến cáo đến người dân khi sử dụng điện thoại thông minh nên truy cập vào các cái trang web bằng cái hình thức là Zalo, Facebook, vân vân, tuyên truyền về nội dung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cái thứ tư nữa là thực hiện cái tuyên truyền trên đài phát thanh huyện, xã về lợi ích của việc tiêm ngừa phòng ngừa COVID-19. Dân, một lần nữa xin cảm ơn ông dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý đại.